Xin chào các bạn. Để tiếp tục chủ đề video về nhi khoa thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các chủ đề bệnh học liên quan đến khoa sơ sinh và mở đầu với bệnh lý nhiễm khuẩn sơ sinh. Về tổng quan thì mình sẽ đi qua một số triệu chứng biểu hiện của đứa trẻ không khỏe mạnh. Đứa trẻ có thể biểu hiện liên quan đến thân nhiệt như là sốt hoặc là hạ thân nhiệt. Các triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp như là thở nhanh nè, là thở từ 60 lần trên phút trở lên, thở rên hoặc là thở rút lõm ngực nặng. Triệu chứng liên quan đến tổng trạng như là tím tái nè, về tri giác như là lơ mơ hoặc là cứng chi liên quan đến tuần hoàn như là CRT lớn hơn hoặc bằng 3 giây. Đó là một số biểu hiện gợi ý là một đứa trẻ này nó đang trong tình trạng bệnh lý hay là biểu hiện không khỏe mạnh. Về định nghĩa, nhiễm trùng sơ sinh là một hội chứng nhiễm khuẩn xảy ra từ lúc mới sinh cho đến 28 ngày tuổi và nó bao gồm 3 loại: một đó là nhiễm trùng bào thai, hai là nhiễm trùng chu sinh, ba là nhiễm trùng sơ sinh. Về nhiễm trùng thời kỳ bào thai á, ở đây mình thấy đây là phần tử cung nè, đây là bánh nhau và đây là thai nhi. Thì thời kỳ bào thai là tác nhân nó lây truyền từ mẹ sang con qua bánh nhau này. Nhiễm trùng chu sinh tức là nhiễm trùng xung quanh cái cuộc sanh, các tác nhân gây bệnh lây truyền từ mẹ sang con trong cuộc sanh. Và nhiễm trùng sơ sinh. Nhiễm trùng sơ sinh là nội dung trọng tâm chính của bài ngày hôm nay, được chia thành hai nhóm, đó là khởi phát sớm và khởi phát muộn. Khởi phát sớm là dưới 72 giờ, nhỏ hơn hoặc bằng 72 giờ, còn khởi phát muộn là lớn hơn 72 giờ. Ở đây mình có hai cái khái niệm, một đó là bacteremia là sự hiện diện của vi khuẩn trong máu và sepsis. Đây là một hội chứng lâm sàng đáp ứng của cơ thể với nhiễm trùng nặng và đặc trưng của sepsis là SIA hay là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân và tổn thương đa cơ quan. Đây là hai cái khái niệm mà mình tham khảo trên MedScape. Tuy nhiên là ở đây nó cũng không có làm quá rõ sự khác biệt của hai khái niệm này. Về lý do tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh, có rất là nhiều cơ chế làm để giải thích cái lý do tăng nguy cơ nhiễm khuẩn ở những cái đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đề cập đến hai cơ chế chính, một đó là miễn dịch, thứ hai đó là da và niêm mạc. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về miễn dịch hay là liên quan đến sức đề kháng. Về miễn dịch thì mình có ba cơ chế, một đó là miễn dịch tế bào bổ thể, hai là bổ thể, thứ ba đó là miễn dịch dịch thể. Về miễn dịch tế bào, ở đây mình thấy là liên quan đến miễn dịch thì mình có kháng thể nè, bổ thể và các cái đại thực bào. Miễn dịch tế bào là liên quan đến đại thực bào, còn hệ thống bổ thể là một cơ chế miễn dịch sâu hơn, và kháng thể là liên quan đến miễn dịch dịch thể. Như vậy thì mình sẽ phân tích xem miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể nó có những đặc điểm gì mà khiến cho đứa trẻ sơ sinh nó có nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao. Về miễn dịch tế bào thì đây mình thấy là cái khả năng thực bào là từ tháng thứ hai là xuất hiện khả năng thực bào. Tuy nhiên là khả năng thực bào này nó rất là yếu và cái hệ thống thực bào á nó hoàn chỉnh từ 2 tuổi trở lên. Cho nên là một cái hàng rào đầu tiên đó là liên quan đến đại thực bào là đã không thể đảm bảo cho đứa trẻ sơ sinh rồi. Cái thứ hai là miễn dịch dịch thể nè. Miễn dịch dịch thể thì nó chưa phát triển đầy đủ. Và ở đây là các cái mốc thời gian xuất hiện kháng thể nè. 10 tuần thì xuất hiện cái IgM, 12 tuần là xuất hiện kháng thể IgG và mốc 30 tuần là xuất hiện kháng thể IgA, chủ yếu là được tiết ra từ cái niêm mạc của đường hô hấp và đường tiêu hóa. Thì đây mình thấy đặc điểm nè. IgG thì nó nhỏ nên nó đi qua được hàng rào nhau hai, tức là đi qua được từ mẹ sang con, nhưng mà cái IgG á thì nó không có tác động lên được những con gram âm đường ruột. Còn cái IgM thì IgM có thể tác động lên gram âm đường ruột và siêu vi. IgA thì từ niêm mạc hô hấp và đường tiêu hóa là chính. Tuy nhiên là cái IgM và IgA do trọng lượng phân tử nó lớn cho nên là nó không qua được hàng rào nhau thai. Thành thử ra đối với một đứa trẻ mà nó nhiễm cái con gram âm đường ruột á, nhiễm trùng sơ sinh do gram âm đường ruột gây ra thì cái tiên lượng của nó xấu hơn rất là nhiều. Về da và niêm mạc của trẻ thì da và niêm mạc ở những đứa trẻ sơ sinh, da thì mỏng, dễ bị xây xát và cho cái vi trùng nó xâm nhập vô, hoặc là một số cái thủ thuật xâm lấn. Ví dụ như là hút nhớt nè, đặt xong dạ dày, nội khí quản, tiêm tĩnh mạch. Nếu mà không tuân theo nguyên tắc vô khuẩn thì nó vô tình tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Một số nguyên nhân khác, ví dụ như là quá tải bệnh viện hoặc là từ nhiều nguồn khác nhau có thể tác động lên đứa trẻ sơ sinh. Về nội dung tiếp theo đó là tác nhân gây bệnh và các cái yếu tố nguy cơ. Tác nhân gây bệnh và yếu tố nguy cơ thì mình sẽ phân theo cái nhiễm trùng
khởi phát sớm và nhiễm trùng khởi phát muộn. Về nhiễm trùng khởi phát sớm nè, hay là early onset sepsis, thì các tác nhân gây bệnh lây truyền dọc từ mẹ sang con trước hay là trong cuộc sanh, tức là có thể là lây truyền từ trong thời kỳ bào thai á. Tác nhân gây bệnh nó truyền từ mẹ sang con qua bánh nhau hoặc là trong cuộc sanh. Thì các tác nhân thường gặp trong cái nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm á, là có 3 tác nhân mình cần lưu ý. Thứ nhất là GBS. GBS đã chiếm 40%, chiếm tỷ lệ 40% gây ra các trường hợp nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm. Cái thứ hai là E. coli chiếm 28,9%. Và thứ ba đó là Listeria monocytogenes chiếm 1%. Về yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm thì có 4 cái yếu tố nguy cơ chính. Một đó là người phụ nữ có GBS dương tính. Cái thứ hai là có nhiễm trùng ói hoặc là mẹ có biểu hiện sốt trong lúc sinh. Cái thứ ba là sinh non thai dưới 37 tuần. Và cuối cùng đó là ói vỡ trên 18 giờ. Đó là 4 cái yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm. Tiếp theo đó là nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn hay là late onset sepsis. Thì mầm bệnh có thể lây truyền từ mẹ hoặc là từ môi trường. Bây giờ là nó có hai nguồn, từ mẹ hoặc môi trường, cho nên là tác nhân gây bệnh của nó trở nên đa dạng hơn. Và chủ yếu tác nhân thường gặp nhất là coagulase negative staphylococcus, là liên quan đến tụ cầu không có tiết men coagulase. Đây là tác nhân thường gặp nhất. Ngoài ra nó còn gặp một số tác nhân như là Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Proteus, GBS hoặc là vi nấm. Về yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn thì không rõ, không có xác định rõ, bởi vì nó có thể liên quan đến nguy cơ từ mẹ truyền sang con hoặc là từ môi trường truyền sang con. Tuy nhiên ở đây mình có thể thấy có hai nguy cơ quan trọng. Một đó là tiền căn sanh non. Cái thứ hai là thủ thuật xâm lấn nè, ví dụ như là đặt nội khí quản hoặc là đặt xâm dạ dày. Về đặc điểm lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh thì do trẻ sơ sinh miễn dịch nó chưa hoàn thiện, thành ra là trẻ rất là dễ bị nhiễm trùng, nhưng mà cái nhiễm trùng này ít có biểu hiện triệu chứng lâm sàng rõ. Về triệu chứng lâm sàng thì đây mình quan sát cái phần sơ đồ mô tả triệu chứng, thì mình sẽ chia thành hai ranh giới nha. Phần viêm xương tủy xương và triệu chứng thần kinh thì mình sẽ để móc ở dưới. Ở phía trên này chính là biểu hiện của nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm nè. Nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm có thể biểu hiện của viêm phổi. Dấu hiệu của viêm phổi tức là triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp như là bé tím tái nè, thở ren, có rối loạn nhịp thở, thở nhanh lớn hơn 60 lần trên phút kèm với co lõm ngực nặng á, hoặc là cơn ngưng thở trên 20 giây. Đó là một số biểu hiện của nhiễm khuẩn sơ sinh khởi phát sớm. Đối với triệu chứng ở tim mạch là CRT lớn hơn 3 giây nè. Bình thường là CRT nhỏ hơn 2 giây, thì ở đây là CRT lớn hơn 3 giây. Da tái, tím và nổi bông. Nhịp tim thì lớn hơn bằng 180 lần trên phút hoặc là dưới 100 lần trên phút nè. Có dấu hiệu của hạ huyết áp. Về triệu chứng của thận tiết niệu thì có biểu hiện của viêm đài bể thận cấp. Về triệu chứng của tiêu hóa, bỏ bú nè, bú kém, nôn ói, tiêu chảy, chướng bụng, dịch dạ dày lớn hơn hoặc bằng lớn hơn 1/3 thể tích cữ trước. Về huyết học thì có thể dấu hiệu của xuất huyết nhiều nơi nè, có tử ban, gan lách to. Về da niêm thì có thể xuất hiện hồng ban nè, vàng da trong 24 giờ đầu. Có nốt mủ, có phù nề, cứng bì. Đó là một số cái biểu hiện liên quan đến nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm. Còn nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn thì nó cũng biểu hiện lâm sàng tương tự với nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm, tức là nó sẽ thể hiện ở triệu chứng ở đa cơ quan. Tuy nhiên là cái thể lâm sàng, bệnh cảnh lâm sàng thường gặp của nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn thì hay liên quan đến cái viêm xương tủy xương và viêm màng não. Về triệu chứng của thần kinh, triệu chứng thần kinh thì ở đây mình thấy là đây là biểu hiện của viêm màng não nè. Đây là phần da đầu, vào trong phần da đầu đó chính là phần xương nè, đang ngoài cùng là da đầu, vô trong là phần xương, vô trong sẽ là phần màng não. Màng não thì có 3 lớp màng: màng cứng, màng mềm, màng cứng, màng nhện, khoang dưới nhện và phần màng nuôi. Thì mình đã đề cập cụ thể cái cấu trúc của màng não trong cái phần viêm màng não rồi. Ở đây chúng ta thấy là biểu hiện của viêm màng não ở trẻ sơ sinh
thì nó có thể biểu hiện của sốt nè, thoát phòng, trẻ bị co giật, dễ kích thích, tăng hoặc là giảm trương lực cơ nè, có giảm phản xạ, và tri giác thì có thể có ly bì, hôn mê, hoặc là biểu hiện nôn ói của triệu chứng của đường tiêu hóa. Liên quan đến viêm màng não á, thì mình sẽ phân theo hai nhóm, đó là neonate là đứa trẻ sơ sinh. Thì mình chia thành hai nhóm là neonate và infant. Thật ra hai cái mốc tuổi này á, cũng tùy nguồn tài liệu mà chúng ta tham khảo. Ví dụ như sẽ có tài liệu cho cái mốc neonate này là dưới 28 ngày, còn này là từ 28 ngày trở lên. Về tác nhân gây bệnh, tác nhân thường gặp gây viêm màng não ở độ tuổi sơ sinh đó là E. coli nè, GBS hoặc là Listeria monocytogenes. Còn đối với độ tuổi infant là liên quan đến Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza và Streptococcus pneumoniae. Đó là một số cái tác nhân thường gặp và biểu hiện lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh. Về cận lâm sàng á, thì mình sẽ chia thành ba nhóm chính. Một đó là vi trùng học. Vi trùng học thì sẽ chia thành cấy và nhộm. Nhộm RAM để giúp định hướng cái kháng sinh ban đầu. Còn cấy á, thì chọn ba loại dịch, đó là máu, nước tiểu và dịch não tủy. Cấy máu thì cần khoảng lớn hơn bằng 1 ml máu trên một lần cấy. Rồi cái nước tiểu, còn cái dịch não tủy á, đối với nhiễm trùng sơ sinh khởi phát sớm thì đây không phải là một cái chỉ định thường quy, tức là cân nhắc chọc dịch não tủy trong trong các tình huống này. Còn đối với nhiễm trùng sơ sinh khởi phát muộn thì đa phần sẽ phải chọc dịch não tủy để làm cái vi trùng học. Về huyết học, đối với huyết học thì mình sẽ quan tâm đến ba chỉ số, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Liên quan đến nhiễm trùng thì mình sẽ quan trọng nhất đó là phần bạch cầu. Bạch cầu về số lượng á, thì mình sẽ chia theo hai mốc thời gian, một đó là trong 24 giờ đầu, hai là sau 24 giờ. Thì trong 24 giờ đầu á, mình thấy bạch cầu dưới 6.000 trên mm khối hoặc là trên 30.000. Còn đối với trường hợp cái mốc sau 24 giờ thì bạch cầu dưới 5.000 hoặc là trên 20.000. Đó là những cái mốc mà giúp mình xác định gợi ý nhiễm trùng. Rồi giảm bạch cầu đa nhân trung tính dưới 1.750 trên mm khối nè. Và cái thứ ba quan trọng đó là làm tăng cái chỉ số bạch cầu non. Đây mình thấy cái chỉ số Y trên T, tức là immature và trên cái thằng total lớn hơn hoặc bằng 0,2. Về tiểu cầu là BLT nó dưới 150.000 trên mm khối. Về hồng cầu thì có thể có biểu hiện của thiếu máu không rõ nguyên nhân. Nhóm xét nghiệm thứ ba là cái xét nghiệm gợi ý nhiễm trùng. Thì ở đây mình thấy một tác nhân vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể nè. Nó sẽ kích thích hệ thống miễn dịch, kích hoạt hệ thống miễn dịch. Trong đó có miễn dịch dịch thể liên quan đến tế bào lympho B và lympho T. Làm cho tế bào lympho B, lympho T tiết ra interleukin 6. Thì cái interleukin 6 này sẽ kích thích tế bào gan sản xuất ra CRP. Ở đây mình thấy có hai chỉ số quan trọng, một đó là interleukin 6 và thứ hai là CRP. Về độ nhạy thì định lượng interleukin 6 là độ nhạy 89%, trong khi đó CRP thì chỉ có 60% thôi. Và cái CRP bình thường là từ 1 đến 8 mg trên decilit. Về chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh thì mình có các cái tình huống chẩn đoán như sau. Một là nhiễm trùng huyết chắc chắn, tức là cái tình huống này á, nó sẽ dựa vào ba vấn đề. Một là lâm sàng nè, thứ hai là cận lâm sàng và thứ ba là tiêu chuẩn vàng. Tiêu chuẩn vàng trong nhiễm trùng huyết đó là cấy máu. Nhiễm trùng huyết chắc chắn thì có triệu chứng lâm sàng nè, có xét nghiệm bất thường, có cấy máu dương tính, còn nhiều khả năng là nhiễm trùng huyết thì có triệu chứng lâm sàng nè, lớn hơn hoặc bằng hai xét nghiệm cận lâm sàng bất thường, tuy nhiên cấy máu thì là âm tính. Rồi có thể nhiễm trùng huyết, khả năng của nó chỉ nằm ở mức có thể thôi, là triệu chứng lâm sàng nhiễm trùng huyết có một xét nghiệm bất thường và cấy máu âm tính. Thông thường mình sẽ gặp ở hai dạng này. Không có nhiễm trùng huyết tức là không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng và không có xét nghiệm nào bất thường cả. Về điều trị của nhiễm trùng sơ sinh á, thì người ta sẽ phối hợp ampicillin với gentamicin. Trong trường hợp mà có nghi ngờ có viêm màng não hoặc là tình huống ở trẻ bị bệnh rất nặng thì người ta sẽ phối hợp với cefotaxim. Về liều á, thì tùy vào cái độ tuổi, tùy vào cái thời gian hay là tùy vào phác đồ tại cái bệnh viện nơi mà bé được điều trị. Còn ở đây thì đối với phạm vi của bài này thì mình chỉ giới thiệu tới đây thôi.
Hy vọng là video này sẽ giúp mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về nhiễm khuẩn sơ sinh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.